Nhiều câu hỏi được đặt ra là đi du học bằng trung học phổ thông ở New Zealand thì nên chọn trường nào? Thì hôm nay Tân Đại Dương xin trả lời câu hỏi trên như sau. Với chương trình trung học phổ thông thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn trường Wellington College. Thì trường là trường công lập dành cho nam sinh từ 13 đến 18 tuổi. Trường được thành lập vào năm 1867, cung cấp chương trình giáo dục hoàn chỉnh cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 13, chú trọng vào mục đích chuẩn bị cho học sinh vào đại học. Thì học và dạy hiệu quả được đề ra là mục tiêu chính của trường. Thì từ lớp 9 cho đến lớp 11, các môn học bắt buộc bao gồm như là Anh ngữ, Toán, Khoa học, Xã hội học, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Âm nhạc và Sức khỏe. Thì học sinh chọn thêm 3 môn học phụ, trong đó chú trọng vào việc học tập ngôn ngữ khác. Các chương trình lớp 12 và 13 có các môn học đa dạng để chuẩn bị cho học sinh vào các trường đại học và cao đẳng. Trường có chương trình ngoại khóa mạnh đã giúp khuyến khích một số lượng lớn học sinh tham gia các hoạt động thể thao theo một nhóm hay là cá nhân. Một số môn như là thể hình, bóng rổ, bóng bầu dục, bơi lội, bóng đá và tennis. Học sinh tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa như là kịch, âm nhạc và hùng biện. Học sinh được sắp xếp ở tại gia đình người bản xứ ở New Zealand. Thì chi phí nhà dân là khoảng 240 đô New Zealand mỗi tuần, còn với chi phí hỗ trợ quyền lợi học sinh là 800 đô New Zealand trên một năm. Học sinh có thể ở lại ký túc xá với chi phí tương tự. Thì học phí dành cho năm 2013 là khoảng 14.750 đô New Zealand. Nhà ở là khoảng 240 đô New Zealand trong một tuần. Phí sắp xếp nhà ở và quản lý quyền lợi học sinh là khoảng 800 đô New Zealand mỗi năm, đồng phục khoảng 500 đô New Zealand. Bảo hiểm y tế và du lịch bắt buộc mỗi năm là khoảng 529 đô New Zealand. Thì đặc biệt trường có một mạng lưới nhân viên bao gồm văn phòng quốc tế, bộ trưởng, trưởng bộ phận nhà ở, chuyên viên tư vấn hướng dẫn, các trưởng khoa và các nhân viên liên kết cung cấp chương trình hỗ trợ toàn diện cho quyền lợi của học sinh. Vì vậy mà các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm khi mà cho con em mình đi theo học bậc phổ thông tại đây. Và một vấn đề nữa là thế thì còn trường Anh ngữ thì tại New Zealand thì bạn nên chọn trường nào? Thì với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và hợp tác với nhiều trường thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn trường Campbell Institute. Thì Học viện Campbell CLA nằm tại thủ đô Wellington, là trường đại học Victoria ở Wellington ủy thác dạy tiếng Anh cho sinh viên với mong muốn vào học tại trường nhưng với trình độ tiếng Anh còn hạn chế. Thì chương trình của trường cũng được công nhận bởi nhiều trường đại học, học viện trên khắp thế giới và được chứng nhận của Ủy ban tiêu chuẩn chuyên môn New Zealand. Trường có các chương trình ngoại ngữ phong phú, hoạt động dạy học và chỗ ở đa dạng tại Wellington, được các giáo viên tiếng Anh tổ chức và quản lý. Thì được trường đại học Victoria tại Wellington chấp nhận chất lượng của chương trình. Phương pháp sư phạm với phương châm chú trọng vào năng lực sinh viên và quy mô tổ chức lớp học nhỏ giúp tối đa hóa khả năng học hỏi của các sinh viên. Thì học viên đáp ứng đầy đủ những chương trình tiếng Anh cho tất cả các trình độ về tất cả các nhu cầu của học sinh, bao gồm như là tiếng Anh thông dụng, tiếng Anh học thuật, các chương trình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, TOEIC, TOEFL, các chương trình Cambridge, các chương trình chuẩn bị cho cấp trung học. Và học phí là khoảng 190 đến 300 đô New Zealand trong một tuần. Vì vậy mà đây là địa điểm lý tưởng cho các bạn theo học Anh văn và chuẩn bị tốt khi mà lên cao đẳng hoặc là đại học ở New Zealand. Và mọi thông tin thắc mắc về trường cũng như là vấn đề về du học New Zealand thì bạn có thể gọi điện đến số 083 848 4879, hoặc bạn đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Văn Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn.